Salon Ngô Tô Hương Oanh xin kính chào toàn thể các bạn nhé. Rất vui lại được gặp các bạn trong video phát trực tiếp hàng ngày. Và bây giờ là video chia vui cùng các bạn một chiếc xe Mazda CX-5 đã tìm được chủ mới ở tận Nghệ An các bạn nhé. Cảm ơn em Phan Văn Đức ở Nghệ An nhé. Lần trước là khách hàng của ô tô Hương Oanh và hôm nay lại dẫn em trai là Phan Văn Nam nhỉ? Phan Văn Nam. Ở mãi Tân Kỳ Nghệ An các bạn nhé. Mãi Tân Kỳ Nghệ An. Em ấy đưa em trai quay lại mua chiếc xe CX-5. Cảm ơn các em rất nhiều nhá. Chúc các em lên đường gặp nhiều may mắn. Chào mừng đẹp nhá. Cảm ơn em nhá. Lần sau cứ thế nhá. Xe cực đẹp các bạn nhé, Mazda CX-5 2018. Hôm nay lại về với Nghệ An rồi. Quá đẹp luôn. Bây giờ em về Nghệ An hay là em quành đã? Xin chào Lương Thắng, xin chào Thành Hạnh. Các bạn đi về Nghệ An luôn à? CX-5 2018 bản 2.5 cao cấp các bạn nhé, biển Thái Bình. Và hôm nay em mới về Nghệ An, đẹp như xe mới. Xin chào bạn Ninh Triều. Cảm ơn Lương Thắng. Xin chào Nguyễn Quốc Khánh. Lúc trước là một khách hàng là em Phan Văn Đức mua xe của nhà mình. Và hôm nay bạn ấy quay lại đưa em trai mua chiếc xe CX-5 này các bạn nhé. Khách hàng ở mãi trong Tân Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An. Và những khách hàng nào đã mua xe của ô tô Hương Oanh thì đều rất là yên tâm, đều tin tưởng và đều giới thiệu cho bạn bè người thân mua lại những chiếc xe của nhà mình. Hiện tại thì nhà mình đang có rất là nhiều xe các bạn nhé. Có rất là đa dạng các loại xe. Ngày hôm qua thì mới về được một chiếc Kia Carrera 2015 này, mới chạy chuẩn 5 vạn cây. Còn ngày hôm nay mình cũng đã nhận cọc chiếc xe Vios 2019 màu đen kia rồi, của khách hàng Đông Hưng mới nhận cọc trưa nay rồi. Và hôm nay thì chỉ còn một chiếc Vios 2019 màu trắng này thôi các bạn nhé. Đấy. Mazda CX-5 đã lên đường. Nhà mình còn rất là nhiều xe các bạn nhé. Vios còn một chiếc 19 này. Bản G này, Altis thì còn 15, 16. Một đôi 16, một chiếc 15 và một chiếc 2010 đều màu đen, đều số tự động 1.8 này. Honda CRV đang có một đôi, đây là chiếc 2015 bản Titan này. Cảm ơn Đỗ Quyền nhé. Ngày hôm nay chắc cũng đẹp ngày nên là mình cũng chốt được mấy xe. Quang hết cả nhà đi rồi đây các bạn ơi. Xin chào Nguyễn Trung. Fortuner đang còn một con 2013 màu bạc này, ba con 2010 đều màu đen này. Một con 2019 số tự động các bạn nhé. Fortuner hôm nay chỉ còn 3 con màu đen 2010 này. Một con 2019 số tự động này. 12, 13, 14, 15, 16, 17 hôm nay nhà mình hết mất rồi. Còn mỗi con 19 số tự động này thôi. Tạm hết mất rồi. Bên kia thì mình đang có Kia Morning 2019 này, ASEAN 18 số tự động mới về ngày hôm qua này, ASEAN số sàn 2019 này, i10 2019 số tự động hai đầu màu trắng này, Innova thì đang còn một đôi các bạn nhé, 2014 và 2016, còn đây là Altis 2010. Bán tải hôm nay đang có BT50 màu trắng,
2018 và Colorado máy dầu cũng 2018. Ford Everest máy dầu 2013. Rất nhiều các mẫu xe đang có mặt tại Salon ô tô Hương Oanh để phục vụ cho quý khách hàng trên toàn quốc. Và các bạn hãy đến với Salon ô tô Hương Oanh để có được những chiếc xe cũ nhưng chất lượng. Địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cách cầu 1.500 km và cách thành phố Thái Bình 22 km. Đây là chiếc Vios G 2019 màu đen. Đã nhận cọc rồi nên là bây giờ mình đánh cất vào trong kho cho khách hàng các bạn nhé. Vios G 2019 đã nhận cọc của khách hàng ở Thái Bình luôn. Xin chào Nguyễn Tâm. Những chiếc xe mà đã nhận cọc thì mình sẽ cất vào trong nhà. Xin chào bạn Nguyễn Mạnh Đáng nha, xin chào tất cả các bạn. Chào Lê Tuấn, chào Xuân Trường. Đằng kia là chiếc Mazda BT50 màu trắng nhá, mới về ngày hôm qua, hôm nay nhân viên còn đang rửa xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ô tô Hương Oanh và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.